rồng Nam Mỹ, nó ăn hết rau các bạn. Giờ buổi sáng mình quên mua rau, giờ đi mua rau cho nó ăn. Nói cái nó lắng nó nghe đó các bạn, nó lắng nó nghe nè, thấy không cưng không, cưng không. Còn nó trèo lên trên. Mới mua rau về các bạn, về cho nó ăn lọc hai dĩa. Rồi đem nước cho nó uống nữa các bạn. Buổi sáng cho rồng uống nước, ăn rau uống nước. Giờ cho rồng Nam Mỹ ăn xoài các bạn, coi nó ăn không, cho nó ăn xoài nè, ăn đi con. Nó không ăn ta nè, nó không ăn này các bạn. Thôi để đây đi, để cho nó lại nó ăn nè. Nó ăn xoài đây các bạn, cưng không. Ủa, ăn rồi nè các bạn. Ăn con nè, đúng không? Ăn đi.